Những địa điểm vui chơi, ăn uống xuyên màn đêm tại Vũng Tàu chắc chắn bạn chưa biết. Du lịch Vũng Tàu mà không biết ban đêm đi đâu, ăn gì thì nhớ xem hết clip này nhé. Đầu tiên là phải kể đến quán ốc Bao La. Đây là một quán ốc siêu đông vào buổi tối. Ngoài ốc ra thì ở đây cũng có đủ các loại hải sản tươi sống. Quán mở cửa đến 5-6 giờ sáng, khi nào hết khách mới đóng cửa. Nên là ban đêm nếu mà có thèm ốc thì cứ ra đây. Thứ hai đó là tàu hũ lá dứa cốt dừa trân châu. Buổi tối Vũng Tàu trời gió lạnh, làm ngay một bát tàu hũ nóng hổi. Nước cốt dừa thì béo béo, trân châu dai dai, đảm bảo siêu mê luôn. Một chén tàu hũ như vậy chỉ có 15 cành thôi á. Còn nếu bạn đang tìm một nơi để stress cùng bạn bè thì Oasis là một lựa chọn khá là hợp lý. Không gian được đề co khá là bắt mắt và có nhiều góc sống ảo cho mọi người chụp hình. Buổi tối ở đây ngồi chill chill nói chuyện cùng bạn bè là bao vui luôn. Còn nếu những ai có đam mê với live music thì chắc chắn là phải biết đến La Vien Rose, một trong những địa điểm có ban nhạc live music cực kỳ chất lượng. Vừa ngồi nhâm nhi một đi cocktail nhẹ nhàng, vừa được nghe nhạc hay nữa thì còn gì bằng. Còn nếu mà bạn muốn cùng bạn bè chơi tới bến thì phải ghé ngay Ngọc Trai Đen, một trong những địa điểm vui chơi xuyên đêm và có tiếng tại Vũng Tàu. Nếu bạn muốn ngồi cà phê chill chill thì Đông Dương Cà Phê là một sự lựa chọn quá là lý tưởng. Bởi ở đây sẽ mở cửa 24/24, nước uống cũng chỉ dao động từ 30 đến 40 cành thôi à. Còn nếu bạn muốn tận hưởng một bầu không khí nhộn nhịp vui tươi vào buổi tối ở Vũng Tàu thì hãy ghé ngay quảng trường cột cờ. Ở đây buổi tối mọi người có nhiều hoạt động siêu vui luôn. Vậy còn đợi gì nữa mà không lên đồ cùng với đứa bạn mình quẩy banh Vũng Tàu thôi.